Đấu phá thương khung phần 4 tập 39. Gia tộc của nàng là buôn bán lập nghiệp, tự nhiên am hiểu giao tiếp. Để cho ta cùng nàng so sánh cái ấy như thế nào được, huống hồ cho dù là ta đồng ý, lão sư cũng sẽ không đáp ứng. Đôi mắt quét qua về phía bên góc, nhìn thấy Tiêu Viêm cùng với Nhã Phi bộ dáng cười nói, làm Lan Yên Nhiên có chút bất đắc dĩ. Nàng tự tin dung mạo khí chất sẽ không kém hơn Nhã Phi, nhưng Nham Kiêu lại thủy chung chưa cho nàng sắc mặt tốt. Mặc dù con nàng thân phận căn bản là không cần cố ý lấy lòng Nham Kiêu, có điều nội tâm cao ngạo của Lạp Lan Yên Nhiên nhưng lại không muốn chứng kiến chính mình nhan sắc bị một nam tử không thèm để ý. Ngược lại, tại trước mặt một người phụ nữ khác mỉm cười nói chuyện, đây có lẽ là loại tâm lý ganh đua của một nữ nhân. Ayn tận lực nghĩ biện pháp đừng làm cho Nham Kiêu chạy đến thước đặc nhĩ gia tộc. Ngẫm lại, đan vương cổ hà nhiều năm như vậy cấp cho Vân Lam Tông bao nhiêu chỗ tốt, ta tin tưởng lấy tiềm lực Nham Kiêu ngày sau thành thiếu cũng không so với cổ hà thấp hơn. Lạp Lan thở dài rồi nói, vâng. Lạp Lan Túc khẽ gật đầu. Còn có Yên Nhiên, chú ý Liễu Linh một chút, hắn giống như là bởi vì ngươi đối với Nham Kiêu ôm đi một ít địch ý. Tiểu tử này thiên phú mặc dù cũng không tệ nhưng mà lòng dạ lại có một chút hẹp hòi, nếu như hắn bỏ ra thế lực sau lưng cùng với Tiêu Viêm là địch, ta cũng không xem trọng hắn. Lạp Lan Kiệt liếc mắt nhìn mọi người cùng nhau vây quanh thành một vòng tròn trong đại sảnh, trung ương vòng tròn chính là Liễu Linh cùng với tiểu công chúa. Vâng, con sẽ tận lực. Lạp Lan Yên Nhiên mày liễu gật đầu, làm cùng với Liễu Linh ở chung đã nhiều năm thời gian, tự nhiên là minh bạch tính tình của hắn, người này ham muốn chiếm hữu quá mạnh mẽ. Được rồi, vì sao người của Mộc Gia còn chưa có đến, ta nhớ đã mời bọn họ rồi. Tầm mắt ta trong đại sảnh quét qua một vòng, Lạp Lan Kiệt co mày rồi nói, Mộc Gia, một trong tam đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, phần lớn đều là cuồng nhân chiến tranh, rất có thế lực trong quân đội Gia Mã. Lạp Lan Yên Nhiên đột nhiên nói, hôm nay con nghe nói Mộc Gia Mộc Chiến từ tới Bắc biên cảnh trở về. Mộc Chiến, cái tên nói đánh là đánh, nói giết là giết hả? Còn em cả công tử ở đế đô giáo huấn ngoan ngoãn, nghiên nhiên trở thành cầm đầu của cả đám công tử. Nghe vậy, Lạp Lan Kiệt sửng sốt rồi nói, vâng, chính là cái tên man hán làm nhiều người đau đầu. Trời, ta nhớ rồi, hắn giống như là đối với thức đặc những gia tộc Nhã Phi có điểm ý tứ thì phải. Lúc đầu rời khỏi Gia Mã Thánh Thành, còn lớn tiếng cảnh cáo ai dám chạm Nhã Phi, tự làm thịt người đó. Nhớ tới lúc trước tại đế đô vì chuyện này mà xôn xao, Lạp Lan Túc khóc cười không được nói, vâng, không biết tên man hán này tại đế quốc biên cảnh lịch lãm thời gian 25 hiện giờ biến thành như thế nào, hẳn là sẽ không giống như là 25 trước không nói đạo lý chứ. Lạp Lan Yên Nhiên cười rồi nói, mà ta nghĩ buổi tối hôm nay giống như là sẽ xảy ra chút việc ngoài ý muốn phát sinh. Lạp Lan Kiệt vuốt bộ râu mép đã hòa râm, ánh mắt nhìn về phía chỗ Nhã Phi ba người lắc đầu rồi nói. Lạp Lan Yên Nhiên cười híp đôi mắt lại, khẽ cười rồi nói, nhìn bộ dáng hẳn là như vậy, hy vọng đừng làm quá lớn. Nhằm kêu không phải là giống như quý tộc thiếu gia lúc trước bị Mộc Chiến đánh tàn phế, mặc dù tiếp xúc thời gian không dài nhưng mà chắc chắn tên tiểu gia hỏa kia động lộ lên cũng đáng sợ. Lạp Lan Kiệt trầm ngâm rồi nói, hơn nữa có thể dạy ra loại đệ tử như này, sư phụ của Nham Kiêu hẳn cũng không phải là thường nhân. Tại trước mặt một cao cấp điện dược sư có thể so sánh được với cổ hà, Mộc Gia cũng không dám quá mức cản trở. Đúng vậy, Lạp Lan Yên Nhiên tràn đầy đồng cảm gật đầu. Tại Vân Lam Tông nhiều năm như vậy, làng minh bạch loại cấp bậc luyện dược sư như làng cổ hà có được loại năng lực gì. Ha ha, ta sẽ làm cho người ta chú ý, Lạp Lan cười rồi nói. Sau đó tiến lại gần cùng một khách nhân chạm chén uống một hớp, sau đó cùng nhau nói cười lên. Ở đại sảnh trong một vòng tròn, một người thanh liên thâm hòa phục liếc mắt nhìn về phía chỗ Tiêu Viêm một cái, xem thường bĩu môi rồi nói, Liễu Linh đại ca, đó chính là gia hỏa đã thắng nhà người, nhìn quá bất bình thường. Liễu Linh bưng chén rượu cười rồi nói, ha ha, tài nghệ không bằng người ta, không có biện pháp. Mặt khác một người thanh niên phụ họa cười lớn rồi nói, ha ha, nói không chừng là tên kia là dùng biện pháp gì chúng ta không biết. Liễu Linh đại ca là đại tử của cổ hà đại sư, như thế nào có thể thất bại trước loại người vô danh này. Liễu Linh mỉm cười, không có thay Tiêu Viêm giải thích cái gì. Có điều tên kia diễm phúc không ít, dĩ nhiên là có thể cùng với thước đặc nhĩ gia tộc Nhã Phi tiểu thư thân cận như vậy. Một nam tử từng có chú ý với Nhã Phi, nhìn một sáng hai người cười đùa, không khỏi miệng đầy khí chua tức giận rồi nói. Tiểu công chúa nhợt nhạt nhấp một ngụm hồng tửu, ngón tay khẽ bắn tại chén thủy tinh, phát ra tiếng vàng thanh túy. Nàng biếng nhác liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, khẽ cười rồi nói, hôm nay buổi tối có lẽ sẽ phát sinh ra chút chuyện thú vị gì đó. Là ý gì? Nghe vậy Liễu Linh sửng sốt. Hãy chờ xem, tiểu công chúa cười thầm bí, đem hồng tửu trong chén uống một hơi cạn sạch. Theo thời gian hội tụ chậm rãi trôi qua, Lạp Lan gia tộc chỗ đại môn, trên ngã tư đường đèn dầu thắp sáng, một huyết hồng đại mã đột nhiên từ mặt khác ngã tư đường một bên hùng hăng xông tới. Dọc hai bên đường, người qua đường đều kinh hoàng vội vã né tránh, bạo lược mà qua. Huyết hồng đại mã sắp tới đại môn của Lạp Lan gia tộc. Lúc này đột nhiên tĩnh lặng, một đạo thanh sắc nhân ảnh từ trên lưng ngựa mạnh mẽ nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn đại môn. Dưới ngọn đèn chiếu xuống, lộ ra một khuôn mặt người tuổi trẻ cùng với đôi mắt lúc nãy ánh lên vẻ hung bạo giống như là mãnh hổ.
Vị thanh niên này tuổi khoảng 25-26, không chút nào nhìn phía thủ vệ bên cạnh đại môn, tiện tay lấy ra một cái thẻ bài, sau đó đạp bước tiến vào Lạp Lan gia. Trong đại sảnh láo nhiệt phi thường, thanh nghi thanh liên mở rộng đại môn đi vào, khoanh tay chè môi nhìn những người bên trong, miệng lẩm bẩm vài tiếng. Nếu tiến lại gần thì có thể nghe thấy hắn nói một đám ngủ ngốc. Ngay lúc thanh liên tiến vào đại sảnh, có vài đạo ánh mắt lặng lẽ sáng lên, tầm mắt tại trong đại sảnh vội vàng đảo qua. Thanh liên giống như là đã đang tìm cái gì. Sau một lát tầm mắt đọng lại, khóe mặt lướt ra, trên khuôn mặt nhất thở sát khí dày đặc. Trên bữa tiệc an tĩnh, Tiêu Viêm cùng với Nhã Phi cười đàm luận. Một lát sau, bưng chén rượu trên bàn nhấp một ngụm, khuôn mặt đang cười đột nhiên cứng ngắc. Nhãn đầu an tĩnh chợt co rút nhanh lên, không có bất cứ cái gì báo hiệu, thanh sắc đấu khí đột nhiên từ trong cơ thể Tiêu Viêm bạo dũng ra. Trong tay chén rượu rắc một tiếng vỡ tan ra, thân thể mạnh mẽ xoay chuyển, lòng bàn tay nắm chặt thành quyền tạo thành một tiếng xé gió bén nhọn, hung hăng hướng kinh khí phía sau lưng hùng mạnh đánh tới. Một tiếng ầm lổ vang, tiếng ầm trầm đục, năng lượng mạnh mẽ từ nắm tay của Tiêu Viêm bắn mạnh ra mọi nơi, nhưng cái bàn chung quanh trong chốc lát đều dưới luồng kinh phong răng rắc bạo liệt. Chỗ nắm tay chuyển đến kinh khí hung hãn, làm cho Tiêu Viêm phải lùi ra phía sau vài bước mới hỏa hoãn hoàn toàn. Khuôn mặt đang mỉm cười từ từ âm trầm, ngẩng đầu lên nhìn người vừa đánh đến một chưởng. Tên thanh liên về mặt hung lệ này đang hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, trong nhãn châu đen kịt sát ý âm lãnh cuồn cuộn tỏa ra. Trong đại sảnh, kinh khí hung mãnh đột nhiên bộc phát, nhanh chóng khiến tầm mắt chung quanh hấp dẫn lại. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của người thanh niên ánh mắt hung lệ đều sửng sốt, chợt đem tầm mắt tươi cười trên nỗi đau khổ của người khác chăm chú nhìn vào thanh niên hung hãn đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Nhiên bọn họ đều nhận ra vị thanh niên này tại đế đô có được thanh danh cực lớn, rốt cuộc đã tới rồi sao? Trong đại sảnh, tiểu công chúa mỉm cười ngoe ngoải chén rượu trong suốt màu hồng, nhẹ giọng rồi nói: "Ấy, đó là Mộc Chiến." Những thanh niên vây chung quanh tiểu công chúa phần lớn đều là quý tộc đệ tử, bởi vậy liếc mắt một cái là đã nhận ra người thanh niên về mặt hung lệ kia. Lập tức sắc mặt khẽ biến thất thanh nói: "Trong bọn họ nhiều người năm đó đều ăn thua thiệt dưới tay người này. Có trách người nói đêm nay sẽ phát sinh ra chút chuyện thú vị, nguyên lai lại nói là về người này." Nhìn Mộc Chiến một thân thanh ý, Liễu Linh cũng ngẩn người, chợt hiểu cửa nhẹ rồi nói: "Đế đô rất nhiều người cũng biết Mộc Chiến đối với nhã phi của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ái mộ như thế nào. Lúc đầu giờ đi, hắn đã cản trở tuyên bố, ai dám chạm vào nhã phi liền làm thịt." Tiểu công chúa trên gương mặt lộ ra một nụ cười nhạt, ánh mắt liếc hướng Tiêu Viêm lúc này bởi vì bị đánh lén trở tay không kịp, sắc mặt âm trầm rồi nói: "Hắn thật xui xẻo, vừa lúc Mộc Chiến trở về lại cùng với nhã phi thân thiết. Lấy tính tình của Mộc Chiến, buổi tối hôm nay nhằm kia có lẽ là gặp phải phiền toái lớn không dễ chịu." Lúc Mộc Chiến rời đế đô đã là tam tinh đấu sư, trải qua 2 năm ở đế đô biến cảnh trong quân danh lịch lãm, sợ rằng thực lực đã đạt đấu sư đỉnh phong. Không dễ chịu thì làm sao, trêu chọc nữ nhân của người khác tự nhiên là cần phải nỗ lực chút gì chứ, cho dẹp đi cái kiểu bộ dáng rừng rừng ai cũng không để mắt vào của hắn. Liễu Linh cửa lạnh nhạt rồi nói: "Hắn hiện tại là đang mong mà không được có người đi ra làm giảm nhuệ khí của Tiêu Viêm. Có điều nơi này là Lạp Lan gia tộc, Lạp Lan lão gia tử cũng sẽ không cho Mộc Chiến quá mức làm cản. Cho nên Mộc Chiến nếu là muốn giáo huấn nham kiêu thì phải lựa chọn tốc độ nhanh nhất, nếu không Lạp Lan lão gia tử hoặc là Thức Đằng Nhĩ Đằng Xuân vừa mới đi ra ngoài trở về, hẳn là sẽ không có cơ hội." Tiểu công chúa mỉm cười rồi nói: "Hôm nay buổi chiều Tiêu Viêm cự tuyệt hảo ý của nàng, rõ ràng cũng làm cho vị thiếu nữ bất phàm này có chút bất mãn, cho nên lúc này nàng cũng không có ý đi ra giảng hòa." Lạnh một tiếng, Liễu Linh thấp giọng rồi nói: "Bất quá Mộc Chiến đúng là loại người một khi động thủ là cũng không nói nhảm với địch nhân. Xem đi, rất nhanh lại động thủ kìa." Đang nói chuyện, ánh mắt của hắn đã hướng về phía chỗ hỗn loạn trong đại sảnh. Tiêu Viêm lúc này nắm tay dựng lên duỗi ra duỗi vào, lặp đi lặp lại mấy lần mới hoàn toàn khu trục cảm giác cứng ngắc ở cánh tay. Liếc mắt một cái thật sâu nhìn thanh niên hung lệ đối diện, hít mạnh một hơi, âm thanh lạnh lùng rồi nói: "Đầu óc không bình thường hả?" Một kích vừa rồi Tiêu Viêm phi thường minh bạch, người trước mặt này tuyệt đối là không có lửa điểm hạ thủ lưu tình. Nếu đổi lại là một người phản ứng chậm một chút, sợ rằng sẽ không thể tránh khỏi, chắc chắn là sẽ bị trọng thương. Cho nên đối với loại sát nhân không cần giải thích, Tiêu Viêm trong lòng cũng ra tràn ngập nổi giận, hướng về phía Tiêu Viêm nhếch miệng, hàm răng trắng nhà già dữ tợn. Thanh y thanh niên không có trả lời, chỉ là đem ánh mắt nóng chảy hướng về phía Nhã Phi ở một bên, mặt cười trở nét phẫn nộ, thanh âm cười lớn phát ra nói: "Nhã Phi, đã lâu không gặp, lại đẹp thêm, không hổ là lão bà tương lai của ta. Ngươi là đồ điên." Nhã Phi gò má bởi vì phẫn nộ có chút đỏ lên, buông ngực đầy đặn hơi nhấp nhô. Nàng không nghĩ tới 2 năm không gặp, người này vẫn như trước sau như một, hống hách không có nói lý, không cần nói bất cứ cái gì đã trực tiếp hạ độc thủ người khác. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thì hãy chỉ đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Cũng như là nếu như em thấy quảng cáo thì đừng quên kích vào để ủng hộ cho mình những gói mì tôm hảo hảo thơm ngon bổ dưỡng.
Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chưa đấu phá thương khung phần 4 tập 40 sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh channel NTG. Cuối cùng thì mình, NTG, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.